Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai mùng 2 tháng 6 trên kênh VTB Tiên. Quý vị và các bạn thân mến, mưa ở các khu vực đồng bằng Bắc Bộ có xu hướng giảm. Tuy nhiên, các tỉnh khu vực vùng núi phía Bắc như Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Lai Châu, Yên Bái và một số khu vực lân cận sẽ tiếp tục xảy ra mưa dông rải rác về đêm và sáng. Đối với khu vực đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Trung Bộ nắng nóng có xu hướng gia tăng. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn sẽ tiếp tục trạng thái mưa vừa mưa to, mưa trên diện rộng ở nhiều khu vực. Tuy nhiên mưa sẽ có xu hướng giảm ở khu vực này đến hết tuần này. Thưa quý vị và các bạn, với miền Bắc, dự báo trong đêm nay và ngày mai vẫn tiếp tục có mưa nhiều nơi. Trong đó ở khu vực Trung Du và vùng núi, vẫn là những vùng có mưa vừa đến mưa to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20-40mm, cục bộ có nên mưa to trên 70mm. Vì thế các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ tại các tỉnh vùng núi phía Bắc và cảnh báo ngập úng tại các thành phố khu đô thị. Mưa tập trung nhiều về đêm và sáng, ngày mưa giảm trời nắng gián đoạn, nền nhiệt cao nhất ngày mai ở Bắc Bộ sẽ duy trì ở mức từ 28 đến 30 độ ở khu vực vùng núi và từ 30 đến 32 độ tại các tỉnh Trung Du và Đồng Bằng. Lưu xuống ở miền Trung, ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh do ảnh hưởng bởi những cơn mưa dông nên nắng nóng chấm dứt. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai giảm xuống chỉ còn từ 31 đến 34 độ, trong khi đó các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi, nhiệt độ cũng giảm còn từ 35 đến 36 độ. Khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận trời nắng, nhiệt độ dao động từ 33 đến 35 độ. Lưu xuống phía Nam, gió mùa Tây Nam vẫn hoạt động, thế trong ngày mai, mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ lại xảy ra về chiều và tối, vùng mưa to tập trung chính ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Còn ban ngày cả Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng từ sáng đến chiều, nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở Tây Nguyên sẽ từ 30 đến 32 độ, còn với các tỉnh thành Nam Bộ mức nhiệt từ 32 đến 34 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai, khu vực phía Bắc Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, có mưa vài nơi, gió hướng Nam đến Đông Nam mạnh cấp 5. Ở khu vực phía Nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có gió Tây Nam mạnh cấp 5. Mưa rào và dông ở mức rải rác,